Hình ảnh những trang tài liệu bằng tiếng Anh có đóng dấu mật đã xuất hiện trên Twitter trong những ngày gần đây. Các nhà phân tích nói rằng những tài liệu này có vẻ là thật, nhưng thông tin trong đó đã được chỉnh sửa trước khi được tung lên mạng xã hội. Rõ ràng đó là một vụ rò rỉ thông tin có sự tham gia của bộ máy tuyên truyền và cơ quan đặc vụ Nga, chủ yếu là vì con số tổn thất về nhân mạng hoàn toàn vô lý khi có 17.000 lính Nga và 75.000 lính Ukraine thiệt mạng. Chi tiết này đã vạch mặt bọn chúng. Nó chỉ ra rằng lý do chính của việc này là nhằm thuyết phục công chúng Nga rằng chỉ có 17.000 lính Nga thiệt mạng mà thôi. Những tài liệu mật này mô tả chi tiết các nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm xây dựng lực lượng Ukraine trước một cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch. Chúng bao gồm thông tin về các chuyến hàng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine, cũng như công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, các tài liệu không thảo luận về các chiến lược thực địa và đã có từ 5 tuần trước, cung cấp nhiều thông tin về thời gian hơn là một kế hoạch tác chiến. Các nhà phân tích cũng nói rằng, tài liệu rò rỉ đã bị chỉnh sửa nhằm khiến người Nga và thế giới tin rằng mối quan hệ giữa Ukraine và các đối tác phương Tây đang yếu đi. Phía Ukraine phản bác luận điệu này. Chúng tôi có sự hợp tác rất mang tính xây dựng với các đối tác của mình. Các đối tác hiểu chính xác chúng tôi đang ở đâu, như thế nào và ở giai đoạn nào. Bởi vì nó là điều cần thiết, chúng tôi phải đồng bộ để nhận được các công cụ cụ thể cho các giai đoạn nhất định của cuộc chiến. Các đối tác phải hiểu tại sao, với số lượng bao nhiêu và những công cụ nào chúng tôi cần ở các giai đoạn khác nhau của cuộc chiến. Chúng tôi thông báo cho các đối tác của chúng tôi về tất cả các khía cạnh. Các nhà phân tích cho rằng, không dễ để đo lường tác động của việc rò rỉ thông tin mật đối với tình hình cuộc chiến tại Ukraine trong ngắn hạn.